Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Hiện tại Minh Toàn đang có mặt tại khu Vinhome Đắk Rông ở Hạ Long Bay. Và đây là nó thuộc ở bên Hòn Gai. Thì bây giờ Minh Toàn đang đi quay một số cái hình ảnh vlog để gửi đến quý bà con cô bác về Hạ Long ngày nay. Và như quý bà con cô bác biết thì ở phía bên trên kia là cái cầu Bãi Cháy đấy. Và đấy có cái vòng xoay xoay đỏ đỏ, đấy là cái mà đi cáp treo để sang bên khu du lịch của Hạ Long Bay. Ở đường này thì quý bà con cô bác nhìn thấy được là đường này nó có 1, 2, 3, 4, 8 làn đường, rất là đẹp. Ở khu Vinhome Đắk Rông, Hòn Gai, Hạ Long Bay này. Và ở khu xa ở bên kia, nó hơi ngược sáng một chút. Chắc thì bà con cô bác không biết, bà con cô bác nhìn có rõ không. Thì ở khu bên kia, nó là cái khu du lịch, khu vui chơi giải trí của Hạ Long Bay. Và bãi biển Hạ Long Bay nó nằm ở cái phần cuối đấy. Ở đây thì cũng có một số cái tàu thuyền đánh cá để về ngư đâu ở kia đánh bắt cá. Và để đi ra vịnh thì quý bà con cô bác vào cái nhà bằng vàng nhỏ nhỏ đâu này. Đấy là cái cảng khách hàng không quốc tế. Bây giờ Minh Toàn xin mời quý bà con cô bác chúng ta đi khám phá cái khu Vinhome Đắk Rông của bên Hòn Gai này nhé. Đường này quý bà con cô bác có thể nhìn thấy nó rất là đẹp và mát mẻ. Một bên là biển, một bên là núi. Đây là núi, phía sau là núi. Cái này là biển. Và đây là những cái căn nhà liền kề. Đấy, những căn nhà liền kề. Đất ở Hạ Long bây giờ cũng rất là nóng quý bà con cô bác ạ. Bất động sản rất là nóng. Đấy. Này khu liền kề đẹp quá. Như quý bà con cô bác có thể cảm nhận được, bây giờ đường xá và khách du lịch ở Hạ Long đang rất là vắng. Vì mùa này là vào tháng 11 dương lịch, tức là vào đầu đông, đầu mùa đông, nên mà lượng du khách du lịch mà về với Hạ Long thì rất là ít. Chỉ có một số cái đoàn nhỏ, ngày nào cũng có một số cái đoàn nhỏ mà về với Hạ Long để tham quan Hạ Long thôi. Và đây là một cái bến đậu cho tàu thuyền về. Bến đậu ở đây là bến đậu của các cái tàu đánh bắt cá và ở xa về đậu ở đây. Đây là khu tàu thuyền đậu rất là đông. Chúng ta là xin phép vào đây nhé. Đây khu tàu thuyền về đậu ở đây. Thank you.
Cảnh ở đây rất là đẹp, cứ cả con cô bác ạ. Chính vì thế mà các căn nhà liền kề hoặc là các căn chung cư hay là đất biệt thự ở Hạ Long bây giờ bán rất là chạy. Đây, quý bà con cô bác có thể nhìn thấy những cái căn nhà liền kề ở đây. Đây, mình toàn xin rẽ vào cái đường này để quý bà con cô bác có thể được nhìn rõ hơn. Đấy, du khách về đây chụp ảnh. Ảnh lưu niệm. Ở Hòn Gai thì khu này là khu nhà ở mà Minh Toàn cá nhân Minh Toàn cảm thấy là nó sạch sẽ và khang trang nhất ở khu Hòn Gai này. Từ Hòn Gai này mà đi sang bên Bãi Cháy thì quý bà con cô bác cũng có thể đi qua cầu Bãi Cháy để mà sang bên Bãi Cháy rồi có khách du lịch sinh gái quá. Đây, mình toàn xin phép đi ở đây. Đấy là một nhân viên của phòng giao dịch bất động sản. Chúng ta là chi cục thuế. Cục thuế. Và hiện tại là chúng ta đang lưu thông trên cái trục đường ở Lê Thánh Tông. Thuộc Lê Thánh Tông. Ở đây là trụ sở gì mà cũng to hết nhỉ. Phố Nam, bên đoàn đường Lê Thánh Tông. Đấy, chúng ta có thể thấy đây là một số cái du khách nước ngoài về đây và đi du lịch.
Đây thì quý bà con, các bác có thể là thấy được cái sư mà xây dựng ở đây, đang xây dựng rất là nhiều. Đây quý bà con của bác, đây là khu đô thị Vinhome Đắk Rông Bay. Và thùng rác ở đây đúng là đất du lịch, thùng rác cũng rất là đẹp. Ngược theo đường này là chúng ta ra cầu Bài Thơ 2 và cầu Bài Thơ 1. Đây có một ngôi chùa rất là to. Không biết là chùa gì đây. Lưng tựa núi mặt hướng biển. Chùa này thì được xây dựng rất là to. To thì cũng không phải to, nhưng mà nhìn là xây bằng đá hết, nên mà nhìn rất là đẹp quý bà con các bác ạ. Quảng Ninh thì thấy cái cảnh mà du khách quốc tế thuê xe máy để mà chạy thì rất là ít, nhưng mà ở Hà Nội hoặc Hà Giang, các man vùng Tây Bắc thì rất là nhiều. Đây quý bà con, của bác đang đi trên cầu Bài Thơ 2 cùng với Minh Toàn. Nói đến cầu Bài Thơ thì giống như là giúp chúng ta tưởng tượng về đất miền đất xứ Huế. Rất là mát mẻ quý bà con các bác ạ. Và đây đang lấy đất để lấp biển. Trước mặt chúng ta là cầu Bài Thơ 1. Đây là cầu Bài Thơ 1. Và như quý bà con đang nhìn thấy ở đây rất là nhiều tàu cá, tàu đánh bắt cá về đây. Và về với Quảng Ninh nói chung và Hạ Long nói riêng thì quý bà con cô bác có thể về đây để chúng ta mua hải sản. Hải sản ở đây vừa rẻ vừa rất là tươi, bởi vì có các cái tàu cá này về néo đậu ở đây và người ta sẽ bán hải sản ở đây luôn. Nhưng mà khi mà quý bà con mà đi chợ thì chúng ta về đây. Wow.
quý bà con cô bác có thể nhìn thấy các cái tàu đánh bắt cá về đây rất là nhiều. Đây là các cái con ngao. Trước mặt của chúng ta là khu Vincom Plaza của Hạ Long. Và đây khi mà quý bà con, cô bác chúng ta đi chơi thì chúng ta vào đây. Đấy, chúng ta vào chợ này để chúng ta mua hải sản rất là tươi ngon và rẻ. Ở tuyến đường mà dọc biển này cũng rất là đẹp. Minh Toàn sẽ quay một cái video về cái tuyến đường này để gửi đến quý bà con cô bác. Bây giờ Minh Toàn xin phép dừng video ở đây và để Minh Toàn chụp cái cảnh ở đây. Minh Toàn cảm thấy khá là đẹp và bắt mắt thì Minh Toàn xin dừng ở đây và chụp cái cảnh ở đây.